Mới có 3 năm không gội đầu sao lại ngứa thế nhở? Rõ ràng gội đầu bằng Omo mà hôm nay bới vẫn được 5 lạng cháy. Khó chịu tí. Thôi chuẩn bị gội đầu. Củi Malaysia, nồi Singapore, nước Ả Rập Xê Út, bầu kết Việt Nam. Đun lửa lên. Nước đã sôi, bắc ra. Đổ ra chậu, tất mặc 9 tháng không giặt. Nhồi nhét bầu kết vào tất, chà chà nát biết để lấy nước cốt của bầu kết. Rót chai vào bầu kết. Đạp xe. Nà ní. Cắm tay. Chuẩn bị gội đầu. Bước 1, làm ướt tóc. Bước 2, đổ thẳng bầu kết vào đầu. Bước 3, nhém chai. Bước 4, dí đầu xuống nước, dậy như con đĩa. Bước 5, lên bờ. Nhổ tay. Trẻ con trong xóm thấy mình kiểu làm khô tóc. Cột tóc lên. Ôi giời, sao tự dưng đói thế nhỉ? Dậy sớm, chuẩn bị đồ, chuẩn bị lên nương làm dây. Có làm gan không thì ăn sút ăn đá. Nói thế cho nó dễ hiểu. Chặt cỏ, nhổ cỏ, phát rừng để cho con chim, con bướm nó còn ở. Lên ba nào anh em mày. Ôi giời, đói quá. Đã đến giờ ăn. Nước, trứng, dừa, mì tôm, dao, vung. Chuẩn bị củi. Nhìn cách chế biến đây này. Nhồi nhét mì, tay cụt đập trứng, cho gia vị vào. Sôi nước, ném nước vào dừa. Úp nồi. Ăn tù tì ra cái gì ra cái này. Chín rồi, đập thôi. Ngon tí. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, thấy nghèo thì thôi. Em ơi anh biết làm sao, anh giàu một cái em vô lấy anh. Dậy đi, khát nước thế nhở. Không hiểu sao lại rất nhiều người cứ chúc mình mọc tay là thế nào. Năm nay 28 tuổi, đợi 70 năm rồi nhưng mà vẫn chưa thấy tay mọc. Có phải thằn lằn hay bò tót gì đâu mà có thể mọc lại tay được. Thật không thể hiểu nổi. Đi xuống suối thả trâu. À, có khách, có khách. Lên luôn. Cắm tay, cất xe, cưỡi trâu, đuổi muỗi, phơi rơm, chuẩn bị nướng ngô. Ngoằm một, ngoằm hai, một ngô, dao, hai ngô, đâm, chọc, ô, là lá, ngô nếp Mông Cổ, rơm, Philippines, cho lửa lên. Ba ngày sau. Làm gì thế hả? Ôi giời, sao tự dưng đói thế nhỉ? Xuống vườn tìm đồ ăn. Chọc đu đủ. Chuẩn bị bổ ra. Lấy phân thịt dằm nát bét. Giã lạc, đừng giã nát quá nhá. Cho lạc vào. Có thể cho thêm đường và sữa nhá. Cho vào tủ đông lạnh 90 năm. Tự nhiên muốn đi du lịch quá trời đi. À. Đạp máy. Hôm nay mình quyết định xách bao lô đi phần một mình. Hành trình của mình là từ Bắc vào Nam. Lên đường. Địa điểm đầu tiên Hà Giang. Địa điểm 2 thủ đô Phnom Penh. Địa điểm 3 Đà Nẵng. Địa điểm 4 thủ đô Bangkok. Cốc, gõ phát vào đầu ấy. Địa điểm 5 Đà Lạt. Địa điểm 6 Cuba. Địa điểm 7 Bắc Cạn. Địa điểm cuối cùng Thái Nguyên. Đời núi phong cảnh hữu tình, nên thơ cảnh vật vẫn là Thái Nguyên. Ôi giời ơi, đói quá. Đi nướng đồ ăn. Cắm tay, gỗ 1, gỗ 2, băm 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 băm, củi Ấn Độ, gà Philippines, chặt ra, đốt lửa lên, nướng, úi giời thơm, đi rửa tay, sao tự dưng lại đói thế nhở? Mình ăn lần gần nhất là cái đấy nửa tháng cơ mà, tự dưng lại thèm cái món sinh tố ếch và lòng lợn chấm sa tế công nghiệp, đói tí. Xuống ruộng tìm đồ ăn, treo tay, đá bí, vứt, ném bí, nhổ tay. Cái gì nó lủng lẳng thế này? Đạp xe, đã về tới nhà, chuẩn bị rửa nước vào bí, thân inox, cạo lông bí, rửa sạch, lên thớt. Đun lửa âm 50 độ C. Giã lạc. Giã lạc băng mỏng cụt. Bí đã chín. Để ra khay. Chọc 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 ngoài ngoài ngoài. Cho lượng đường vừa phải thôi nhá. Giã tiếp tục. Cho lạc vào. Bọc thật kín vào không là bay hết hương vị tự nhiên. Cho vào tủ bảo ôn. Đông lạnh 70 năm. 70 năm sau. Cục tắc. Đầu mồng thế. Dậy đi. Có cái mùi gì thun thủm nhỉ? Mấy có 7 năm không tắm sợi thối thế nhỉ? Rõ ràng trước tắm bằng vim mà. Nước dở bồn cầu loại 1. Thôi đi hái thuốc về tắm. Cây cúc tần, lá xả Canada, ngải cứu châu Phi, vứt vào sọt mang về.
vứt vào chậu sóc thật mạnh vào, siêu inox nhồi nhét thật chặt vào, đưa lên lửa, đun lên, nước đã sôi, bắc ra, rót chậu vào siêu, rót ra để thật nguội, rồi trở xuống suối, cắm tay, cởi quần ra, chuẩn bị tắm, nhảy vào chậu, dậy, gội, đạp, tắm ngửa, bơi cóc, làm khô người, đã tắm xong, ôi giời ơi, đói tí, đi tìm đồ ăn. Quả mướp ngọt, quả 1, quả 2, quả 3. Nhổ tay, lái xe về nhà, rửa cho thật sạch vào không là đau bụng đấy. Nói thế còn cãi à, nạo bằng tay cụt này mới chất. Gớm đầy đủ hai tay chắc gì đã biết làm. Cho thoát lên, xăng A95, đổ vào, cho hạt nêm, lòng gà, sóc mạnh vào. Trứng gà ta, đậy vung, chín rồi, đớp thôi. Nani, dậy đây, các bạn thấy gì mới không? Hôm nay được tặng một cái quần rách được sản xuất trước công nguyên thời Napoleon Hill ra Vịnh Hạ Long tắm suối. Không hiểu sao Manchester United thấy mình có bàn tay như thế này nên là mời mình làm thủ môn chính giữa trận Chelsea với cả Đông Timor. Mình đã từ chối thẳng thường vì lý do đến tháng. Thôi, đi câu cá, cần câu, cướp câu, lưỡi, buộc dây, treo lưỡi, mồi câu, thả cần, cắn rồi, giật lên. Sao trông con cá này giống nó bị đột quỵ thế nhỉ? Về nhà. Chuẩn bị lên thớt, chặt củ sả, giã nát bét, ớt dai dê, chảo chống dính, dầu hỏa, đổ vào, sóc thật mạnh vào, cá 1, cá 2, muối, mì chính, 8 tiếng sau, xong, ai mà chê đá lệch phao câu. Nhìn tay robot cầm nắm đây này, cầm bát ăn cơm này, cầm lon nước uống này, ghê chưa. Mình là mình thích phong cách kiểu này này. Phong cách của... Sáng rồi dậy đây. Ui giời ơi, thằng nào dựng xe trước cửa nhà tao thế này? Nhà không có nơi cho để xe à? Hả? Đúng ngày đến tháng tao mới bắt được đứa nào để xe. Tao vả cho bay cái hàm ếch cày. Dắt chó đi chơi. Giờ bắt đầu dịu dàng rồi này. Bế chó qua suối. Mua ba lê cùng chó. Vứt chó xuống suối. Nhảy xuống để tắm với chó. Chó ngoài hành tinh lần đầu tiên tắm sông. Cọ cọ kỳ kỳ để cho nó sạch. Đây là con chó đến từ sao hỏa. Phải mất 1 năm ánh sáng mới đến được trái đất. Dồi ôi đói thế. Về nhà tìm đồ ăn. Xích chó vào. Rau muống Ronaldo. Tỏi Cuba. Nhặt rau. Ném chậu. Cho rau vào rửa. Đảo lên. Cho ra ngoài rổ. Bóc tỏi. Tay cụt đập tỏi. Cho nồi. Đổ nước vào. Úp vung. Đun lửa lên. Cho rau muống vào chân. Đảo thật kỹ rồi cho ra rổ. Chảo chống dính. Dầu hỏa. Cho tỏi vào. Phi tỏi. Xào rau muống. Cho gia vị nước mắm và đường. Thế nó mới ngon. Xô. Đập. Thế là xong món rau muống xào tỏi trừ tạ. Ngon quá bà con ơi. Sáng rồi dậy đây. Mỏi thế. Khoáng. Úi dồi ôi, cái gì chứ cửa nhà thế này. Cầm lên phát. Hình như đây là quả sầu riêng. Không, đây chắc chắn là quả đu đủ. Alo, xử lý à? Đưa tao đi làm. Rõ. Nhanh lên. Đổ bẹn cho giám đốc đi làm. Cuốc đất trồng rau, tưới rau. Xong việc, chuẩn bị về thôi. Alo, chào Lý ạ, đưa tao về. Ông tự đi mà về. Mẹ. Vác dễ hộp về, vứt. Ôi giời ơi, đói thế. Chuẩn bị làm đồ ăn. Ớt khắc Việt, bún tuấn hưng, đậu sơn tùng, vứt thớt. Đậu 1, đậu 2, đậu 3, đậu 4. Thái 1, thái 2, thái 3, thái 4. Chảo Philippines, xăng A92, rán giòn lên. Chín rồi, cho ra đĩa. Mắm tôm ủ 70 năm, thái chanh, vắt chanh, khuấy mắm tôm thật đều. Bam. Đĩa 1, đĩa 2, đĩa 3, đĩa 4. Yes, tuyệt vời, đất thôi. Sáng rồi dậy đây. Đói quá, chợ đi đâu? Có đồ ăn sáng không? Dạ có ạ. Xe tao đây. Đi làm. Vác xẻng đi làm. Đã đến chỗ làm. Mày đi như cái kiểu gì thế ạ? Dạ em chưa có bằng ạ. Mẹ. Xúc cát để xây nhà. Tháng giả nó 100 củ không biết mình làm sếp hay là nó làm sếp nữa. Tôi ông sếp ông nói ít thôi. Người hồi như cú ấy. Xin tao qua đi. Thơm thế. Đi làm về, vứt xẻng, đói thế, chuẩn bị nấu ăn. Ớt trái dê, trứng, rau mùi, băm. Thay. Tay cụt đập trứng, quả 1, quả 2, quả 3, quả 4. Ngoay trứng lên, đổ rau mùi, cho ớt vào. Đổ nước mắm cho thơm, cho lên chảo. Dầu ma rút, rán trứng lên, 2 ngày sau, trứng đã chín.
Miêu miêu. Dậy đây, dậy đây, dậy đây. Sao hôm nay ngáp to thế nhỉ? Hình như hôm qua ăn nhầm phải sinh tố sữa chó. Làm việc thế của thằng nó để đây thế này. Ui giời ơi, đeo cả kính dâm vào. Chuẩn bị lên đường. Vác kiếm, bước đi lưỡng thững trên con đường xưa mà ngày xưa ta phi xuống ruộng. Thằng trợ lý này, mày đâu ấy? Tôi đâu kệ tôi, ông đưa vàng trả tôi vàng tôi đi. Vàng của ông cái gì mà vàng ông cũng trả tôi. Trả vàng, trả vàng. Trả vàng của tôi mà ông cũng trả tôi lắm chết bây giờ ấy. Mày trợ lý tào lao này, mày nhớ mặt tao đấy. Đi chặt củi để về nấu bánh chưng. Bắt đầu chặt, lên. Chạy marathon, thiên long bát bộ, long pha vi bộ, vượt qua núi đồi. Phát củi về nhà, vứt, đói quá tìm đồ ăn. Thành long, đĩa, dùng tay robot cắt. Một phát, hai phát, bổ ra. Bổ một, bổ hai. Ngửa một, ngửa hai, ngửa ba, ngửa bốn. Hốc thôi, ngon thơm quá. 4 giờ chiều rồi, dậy đi. Cày thi, hôm qua có thằng Bảo Bình bị tụt không lái được xe máy. Hôm nay tao sẽ xuống mày biết tay. Chợ đi đâu? Dạ, có. Mang xe máy ra để tao đi tập, nhanh. Dắt xe máy ra ngoài. Mày dám chê tao, tao còn có cả bằng lái máy bay U-52 nữa cơ. Đạp đổ xe máy, chuẩn bị, đi. Xe ta bón bón dòng đường, giờ làng quê ta băng qua suối đều đổi nương. Oh my god. Chợ Lý ơi, cứu tao. Cứu ông á? Ông đã trả lương tôi mà cứu. Mãi nó tay thư. Dẫn xe về nhà. Chuẩn bị đồ ăn. Mì tôm Mông Cổ, thịt khủng long, bát Isaac, dưa Ukraine. Đập, xé ra, cho vào bát. Bóc một canh, cho thịt xuống. Thả dưa vào, thả nồi, xả nước, bật lên. Đun nước sôi, úp vùng, nước đã sôi. Thả mì vào nước, chấm chấm chấm, úp vùng. Chuẩn bị đập thôi. 3, 2, 1, sút. Dậy anh lên, mùa đông đã tới, năm mới cũng sắp đến đít rồi. Chuẩn bị trồng khoai tây để bán Tết thôi. Nà ní. Alo, mẹ đang ở đâu đấy? Tao đang ở dưới ruộng trồng khoai. Trời đông mông quá. Xuống đây nhanh lên. Đi làm bằng chiếc chổi phù thủy chạy bằng năng lượng hạt nhân. Đã đến nơi, cầm cuốc lên chuẩn bị múa. Ở cái tuổi mà chiều chiều xế tà đàn bò đang gặm cỏ mà không biết cuốc ấy thì chỉ có vứt. Tôi năm nay 28 tuổi mà chưa gặp trường hợp nào cụt tay đi trồng khoai như thế này cả. Trồng khoai là cả một nghệ thuật. Trồng không cẩn thận là 9 tháng 10 ngày sau là o e đấy. Mẹ đau chân nên mình cong về. Đã về tới nhà, đói quá chuẩn bị đồ ăn. Dưa Thái Nguyên, bánh cao bằng, thịt Phnom Penh cắt và thái vỏ ra, cắt ra từng khúc cho vào đĩa, cho thịt ra ngoài, đặt chảo lên, xăng A95 cho thịt vào, đảo lên, cho gia vị, bột canh và mì chính, đảo tiếp, thịt chín tới. Cho dứa vào, đảo gì đảo lắm thế, mỏi hết cả tay. Đã xong, cho ra ngoài. Món 1, món 2, thế là xong, đập thôi. Alo. Giám đốc, em vừa nhận được xong mới. Cái gì? Có công việc mới à? Ở đâu ấy? Chỗ cây mít, thằng tụt có nhà bà quần ấy. Xếp đứng nhanh lên, em với xếp cùng làm. Việc đâu? Đấy. Mày đùa tao à cu? Thế là xong rồi. Yes. Đây, tiền lương của ông ngày hôm nay đây. Dậy anh lên, dậy anh lên. Ui giời ơi, sao ngứa thế nhỉ? U là trời, gái kia. Hello, hello. Đi quên, hôm nay phải xuống ruộng chặt rau bắp cải để mang ra chợ bán. Mắc dây vào, dây tango trộn với bê tông nhập khẩu từ Palestine. Chuẩn bị lên xe, mặc mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn giao thông. Đi làm thôi. Gào tiếng mà khán hết cả giọng. Đi làm bằng nhầm, đi làm bằng Lamborghini. Đã đến nơi, gửi xe. Chạy marathon lên đám ruộng bắp cải. Bắt đầu chặt bắp cải nào bà con ơi. Bố. 3, 2, 1, lên. Bắp cải Canada, lấy phân bón từ Campuchia, trồng tại Việt Nam. Đi về. Đói quá, về nhà tìm đồ ăn. Thế ông có đói thật không? Có. Ông học đi.
Ôi trời ơi, FIFA World Cup tới rồi. Bà con ơi, trợ lý đâu rồi? Mày đập gì đập lắm thế hả? Kệ tao. Mày có sang qua ta đá bóng vun cục với tao không? Có, đi luôn. Đi, 3, 2, 1. Đã đến ơi, sân vận động Mỹ Đình ở Qatar. Bắt đầu vào tập luyện và khởi động. Động tác thứ nhất cho chấu đá voi. Động tác thứ hai bỏ tốt lộn cổ. Bắt đầu đá thôi. Dùng một tay bóng lỗi, đá pha. Tông môn thằng giám đốc Pinh Chí Linh này. Headshot. Double kill. Yeah. Ôi. Tay anh bị sao thế? Tay anh bị cụt. Chúc anh mọc tay. Mày là thằng nào? Mày biết bố mày là ai không? Tao không biết. Thế mày biết bố mày là ai không? Không. Tao cũng không biết.
tu. Thank you.
Cùng một bằng mấy? Hai. Hai cộng hai bằng mấy? Bốn. Năm cộng năm bằng mấy? Mười. Tao muốn ăn cà chua. Yes.
Pick a stick, pick a stick.